Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình BTH Công nghệ. Hôm nay thì trên tay mình đang là bộ phát Wi-Fi Huawei B311. Đây là bộ sản phẩm Huawei B311 chạy từ SIM 4G, 3G, các bạn lưu ý nhé. Đây là bộ Huawei B311 này. Thì bộ này là bộ phát sóng Wi-Fi từ SIM, tức nghĩa là các bạn lắp SIM vào đây. Đây là cái khay SIM của nó này. Thì để chúng ta có thể bắt được mạng ở những nơi mà ví dụ vùng sâu, vùng xa không kết được mạng. Và một số các bạn mua cái bộ phát này về thì dùng nó rất là tiện lợi, vừa có cổng LAN ra lại vừa có khả năng bắt được wifi, truy cập được nhiều máy và sử dụng được cả cắm vào trực tiếp cho cổng LAN này, thì cắm vào hệ thống camera này, máy tính, laptop thì đều chạy được, hay là cắm vào router khác thì đều chạy được. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái công dụng khác của bộ phát Huawei B311. Đó là hiện tại bộ B311 này thì đây, trên tay mình đây đang hiển thị đầy đủ các đèn chức năng này, đèn nguồn này, đèn thông mạng này, tức là lót băng thông thông này, wifi của bộ phát này. Đây là tín hiệu cột sóng của SIM này, đèn xanh hiển thị xanh và trắng hết tất cả thì đã đặt thông mạng. Và sau đây thì mình sẽ kiểm tra test mạng cho các bạn nhé. Mình sẽ test bằng trên chiếc máy tính của mình. Đây là chiếc máy tính của mình, thì mình sẽ vào trong mục wifi, mình sẽ vào cái Huawei B311 của nó. Đây là của nó là Huawei B311 đây, các bạn nhìn thấy này, Huawei B311 này 8997, thì mình sẽ bấm vào connect này. Sau đấy thì mình sẽ nhập cái wifi của nó để kiểm tra cho là cái bộ này đã thông thật hay chưa nhé. 398 này, 398 16 16 982, enter. Đây, bộ phát wifi thì hiện tại mình đang lắp SIM này. SIM là SIM 4G mobi này, chạy ổn định này. Đây, hiện tại thì đã có mạng rồi này các bạn này. Mình sẽ kiểm tra chạy mạng luôn bằng cách là vào trong YouTube này. Đây, chạy ok các bạn nhé. Lên luôn này. Đang load. Load có file này. Nhìn vào SIM này. Đây, Huawei B311 này. Các bạn nhìn thấy rõ này. Huawei B311 này. Đây, các clip này. Đây. Bấm vào chạy luôn này. Chạy bằng SIM. Đây, chạy bằng SIM nhé. Đây, đây có mạng rồi. Đây, quay lại cái vấn đề chính hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn, đó là ví dụ như khi mà một số các bạn mà ví dụ đầu mà mua cái bộ wifi này về rồi, nhưng mà sau đấy thì do ví dụ như các bạn cứu được dây mạng về, các bạn muốn chuyển đổi nó thành router, thì bộ phát này có thể làm được điều đấy. Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ có thể là tháo SIM này ra, thì đầu tiên mình sẽ chuyển cái bộ này, bây giờ mình sẽ tháo SIM ra, mình sẽ cắm xem là cái dây mạng LAN vào cái bộ này thì liệu nó có mạng hay không. Đây, mình sẽ hiện tại mình sẽ rút cái nguồn này ra. Hoặc là nếu các bạn ấy thì các bạn sẽ tắt trên đây, mình sẽ rút nguồn cho nó nhanh. Đây, mình sẽ tháo cái SIM này ra này. Tháo cái SIM thì hiện tại cái bộ phát này nó không còn SIM nữa rồi, thì nó sẽ không có mạng. Và bây giờ nó mình sẽ biến nó thành cái bộ router. Thì trên đây là cái bộ dây mạng này. Dây mạng của mình lấy từ cái bộ kích sóng Totolink X200. Đây. Đây là bộ kích sóng Totolink X200. Mình sẽ kéo dây mạng nó ra. Sau đây thì mình sẽ cắm nguồn cho nó này. Và tiếp theo mình sẽ cấp cái dây LAN này vào, cắm cái dây LAN này vào để biến bộ Huawei B311 đang là bộ phát trở thành một cái đang thành bộ phát, thì bây giờ nó chuyển thành một router. Thì các bạn cũng quan sát xem là cái bộ phát Huawei B311 này thì nó có thể thành router Wi-Fi không nhé. Bây giờ mình cái chức năng SIM của nó thì đã không còn nữa rồi. Bây giờ nó chỉ là chức năng router Wi-Fi thông thường như là vào các bộ Totolink, TP-Link hay là Tenda thôi. Đây. Thì đèn thứ nhất này, đèn nguồn lên này, đèn thông mạng chưa có này, đèn cột sóng, trận đường cột sóng này, chắc là đèn cột sóng này thì nó sẽ lên thôi. Đây, đèn LAN thì đầu tiên mình cắm LAN này, nó nhấp nháy LAN này. Còn cái cột ngoài cùng này, cột ngoài cùng ở đây, cột sóng của wifi, cột sóng của SIM này không có này, các bạn lưu ý này. Đây, hiện tại thì đã xanh hết này. Đây, trắng và xanh là đều ok nhé, cái nào đỏ mới không được. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn ở trên kiểm tra ngay ở trên máy tính cho các bạn cùng xem này. Đấy. Thông các bạn nhé, đây là thông rồi này, mình sẽ kiểm tra một lần nữa trên máy tính này. Đây, thì trên máy tính của mình đang là bộ wifi của nó này, thì mình sẽ vào trong cái wifi của nó xem được vẫn bắt cái wifi nó này. Đây, mình sẽ chuyển nó về cái Huawei B311 này, mình bắt connect này. Đây, hiện tại nó bây giờ nó đang là router wifi, các đèn nhấp nháy tín hiệu này. Không có SIM nhé, các bạn lưu ý nhé. Mình sẽ tháo SIM ra cho các bạn cùng quan sát. Đấy là đặc điểm đặc biệt của bộ này. Đây, không có SIM, các bạn lưu ý này, không có SIM trong đấy.
Một số các bộ khác thì cắm sim mà không chạy rồi ạ. Đây, đây bắt hồi vai của Huawei P31, mình bật tiếp clip này. Mình chuyển clip khác nhé, xem nó chạy có ổn định và nhanh không nhé. Quét pin rất là nhanh các bạn, dòng Huawei. Huawei này, vẫn là dòng Huawei các bạn nhé. Cắm lan không cần gì. Đấy. Hôm nay thì mình đã giới thiệu quý vị các bạn cách đó là chuyển được cái bộ phát wifi Huawei từ sim 3G 4G sang thành cái router wifi. Cái đặc điểm cái công dụng này của nó thì trừ khi là các bạn đã có mạng lan rồi nhé, các bạn không muốn sử dụng sim nữa thì khi đấy mình bỏ đi, còn người đa số vùng sâu vùng xa thì sử dụng sim thì vẫn là một biện pháp tối ưu và cũng như là tiết kiệm chi phí. Còn một số các bạn muốn mua, ví dụ như sau này lắp lắp LAN ấy thì tiết kiệm chi phí, không cần mua router nữa thì cắm trực tiếp con đường LAN vào đấy rồi thôi, thế là được phát wifi rồi, mình không phải cần sim nữa. Đây, cách đơn giản để biến bộ phát wifi Huawei P31 thành cái router wifi. Và trên đây cũng chứng thực đó là bộ này thì có khả năng đó là thường làm router wifi rất là tốt, các bạn vừa thấy đấy. Test chạy clip rất là nhanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.